Thanh Thủy và Thanh Giang xin kính chào quý khán giả. Trong tiết mục trên đường tu học hôm nay, xin mời quý khán giả theo dõi buổi nói chuyện với anh Nguyễn Hải. Thanh Giang xin hân hạnh chào anh Hải Nguyễn. Xin chào anh Thanh Giang, chào chị Thanh Thủy và xin kính chào quý khán giả. Thanh Thủy xin chào anh Hải và thưa anh anh từ tiểu bang nào tới ạ? Dạ tôi ở tiểu bang Virginia. Dạ anh Hải có thể cho chúng tôi biết nãy thọ pháp uh, quán âm và theo uh, sư phụ Thanh Hải được bao lâu rồi ạ? Dạ tôi uh, thọ pháp quán âm năm 89. Trước khi anh Hải tu hành theo pháp môn quán âm thì anh Hải có tu tập theo một pháp môn nào trước khi đó hay không ạ? Dạ nói một pháp môn nào khác thì uh, tôi không dám nhận nhưng mà từ nhỏ đó theo mẹ đi chùa, đi hành hương, đi những chỗ như uh, Phan Rang, Phan Thiết, Đà Lạt, Tây Ninh và tôi có nghiên cứu kinh điển phật giáo ngày rằm có ăn chay và cũng theo mẹ một tháng ăn chay bốn ngày về sau khi mà lớn lên đó thì tôi rất bận rộn vấn đề học hành và đi qua Mỹ thì không có còn thời gian để mà lo đến chuyện tu hành đến khi học xong đại học ra trường thì tôi đi làm một thời gian khoảng chừng vài ba năm thì tự nhiên mình lại có một cái cảm giác thiếu thốn cái gì đó mình đi tìm. Thì lúc đó tôi lại trở lại nghiên cứu kinh điển Phật giáo và nghiên cứu thiền. Thì tôi cũng có học thiền với các vị thiền sư Việt Nam như là thầy Thích Nhất Hạnh. Vậy lúc đó anh Hải nghiên cứu theo cái phương pháp thiền nào ạ? Dạ, thì tôi nói cho đúng là không có hẳn một pháp thiền nào mà tôi nghiên cứu nhiều phương pháp. Thì có đọc cái cuốn uh, Ba trụ thiền, nhưng mà khi đó là tôi đọc uh, ở bên Mỹ, thành ra tôi đọc ở nguyên bản tiếng Anh. Sau này thì có đọc lại uh, cuốn uh, bản tiếng Việt. Đỗ Đình Đồng dịch là Ba trụ thiền và tôi cũng tìm đến uh, thầy thiền sư Philip Kaplow là người tác giả viết ra cuốn Ba trụ thiền. Tôi có lên trên New York ở trên uh, hình như là Rochester, New York cũng khá lâu thì có tìm gặp được thầy Philip Kaplo và có ngồi thiền với thầy uh, Philip Kaplo một buổi từ sáng đến chiều, thầy có mở một cái khóa dạy cho một số người thì từ tôi có đến đó và nghe thầy nói chuyện và ngồi thiền theo kiểu tôi nghĩ gọi là đại thừa đó, tức là uh, quán hơi thở và đưa hơi thở xuống dưới đan điền. Tôi có uh, cơ hội được gặp mặt với thầy Philip Koplo là tác giả viết cuốn Three Pillars of Zen tức là cuốn ba Trụ thiền do Đỗ Đình Đồng dịch về sau này thì đó là một cái cuộc hội kiến rất hào hứng bởi vì thầy là nhà báo lúc đó thầy có lẽ khoảng tôi nghĩ khoảng 70 tuổi và có đối đáp rất là vui vẻ mọi người đều cười đùa với nhau và ăn chay sau cái buổi học hỏi đó thì cái cảm nhận của anh như thế nào? Từ đó về sau thì tôi hay tìm đến những cuộc uh, thiền bế quan của các thầy về đại thừa bên phật giáo thí dụ như uh, thầy đại hàn hay là thầy nhất hạnh hay là chỗ nào mà tôi nghe có tổ chức uh, bế quan đó thì tôi đến tham dự tôi thấy mỗi một nơi có một cái đặc sắc riêng của nó thí dụ như uh, thiền việt nam với thầy nhất hạnh thì có cái môn thiền hành và chú ý uh, hơi thở chú tâm giữ chánh niệm rất hay và rất là thoải mái rất nhẹ nhàng còn uh, đi thiền với người Đại Hàn đó, họ làm rất là khó khăn. Thí dụ buổi sáng ra đó là phải quỳ lại 108 lại. Mà tôi lại chừng hai ba chục cái là thấy cái chân mình buồn rộn rồi. Wow. Mà lại tới 108 cái. Đi Nhiều xuống quá. cầu thang không nổi nữa. Đi lên đi xuống không nổi. Rồi ăn đó thì họ làm bốn cái tô. Ăn một cái tô xong thì đổ nước vô cái tô đó. Tráng một chút cho nó sạch rồi đổ vô cái tô thứ hai rồi uh, tráng cho nó sạch đổ vô cái tô thứ ba bây giờ tôi cũng không nhớ là làm sao mà phải xài tới bốn cái tô nhưng mà coi như là một lần ăn xong á, là tráng đổ qua tráng đổ qua cho tới cái tô thứ bốn là nó sạch lắm rồi thì cái nước đó đổ đi rồi mình lấy cái ngón tay mình thọc vô mình phải uh, rửa cái tô cho sạch chứ họ không có dùng những cái thứ như là xà bông hay là cái đồ mà rửa chén đó đó thì toàn là làm bằng ngón tay không thành ra cũng có một cái kinh nghiệm vui vui là hồi đó tôi không biết tôi ăn đó rồi tôi để bơ nó dính trong tô đó rồi tới lúc đổ nước vô thì bơ nó nổi lên lèo bèo lèo bèo trong đó thì họ nói làm như vậy không đúng bởi vì đáng lẽ đó trước khi đổ nước vô thì phải lấy cái ngón tay quét rồi liếm cho nó sạch cái bơ chứ còn nếu mà đổ nước vô mà cái bơ nổi lên lèo bèo như vậy là không được là sai thì tôi phải uống cái nước đó thành ra là tôi phải nhắm mắt tôi uống nguyên cái tô nước đó đó thành ra từ đó về sau là mỗi lần ăn xong là phải lấy ngón tay quẹt quẹt rồi liếm ngón tay cho sạch tới lúc đổ nước vô á thì cái nước nó không có dơ thưa anh đó là chỉ một cái cách để mình rửa chén là có một cái ý nghĩa gì khác hay không ạ thật ra tôi cũng không biết là có ý nghĩa gì hay không đó nhưng mà cái kiểu của họ là như vậy rồi cái nước đó đó nghe nói là họ lấy họ đổ xuống dưới chỗ cái sinh á để cho những cái chúng sanh nhỏ gọi là những chúng sanh ngạ quỷ tức là nó có cái bụng lớn mà cái cỏ nhỏ thành ra mình phải làm sao cho nó sạch chứ nếu mà để những cái đồ ăn mà nó còn lợn cợn nó không sạch đó thì những cái chúng sinh ngạ quỷ bụng lớn mà cỏ nhỏ nó nuốt không trôi Đó, đó hình như là cái ý nghĩa như vậy Tôi có nghe một người uh, giải thích như vậy Mà thiền uh, thì uh, cũng là rất khó khăn Ngồi phải thẳng và tay uh, không có được dựa vô đâu hết uh, Hai cái bàn tay phải làm thành cái vòng tròn Mà mà dở lên trên một chút Thì uh, mình ngồi một chút đó uh, buồn ngủ Thì có một người uh, sư đi ngang qua Mình có thể yêu cầu mình giơ tay lên mình yêu cầu thì ông lấy cây thước bàn lớn, ông đập vô hai vai, nhưng mà phải nói là mình có yêu cầu thì ông mới đập, chứ mình không yêu cầu thì ông không có đập. Mà tôi ngồi sau cứ gục hoài, thành ra mình cũng muốn tỉnh đó, thành ra mình giơ tay lên thì ông đập cho mấy cây vô trong vai, thì cứ như vậy suốt ngày như vậy thì cũng giữ cho mình tỉnh táo. Mà ông cũng đi, ông coi coi có ai ngủ hay không, ông cũng kêu dậy thì sau những cái uh, buổi tu học và uh, tu tập như vậy thì anh có được những cái kết quả gì không uh, anh hải phải nói là có kết quả chứ chưa không phải là không nhưng mà cái kết quả này nó đối với tôi nó có vẻ nó ngắn thí dụ như tôi đi một cái thiền nhị hay thiền tam ở uh, một cái tu viện đại hàn thì về đó cái đầu óc mình nó trắng tươi như cái tờ giấy trắng vậy đó cái phản ứng mình rất là nhanh nhẹ Tuy nhiên nó chỉ được mấy ngày thôi, rồi sau đó từ từ giống như là những cái những cái rác rến gọi là rác rến hay là những cái gì mà không tinh, thiết, không quen tinh khiết, không tập niệm. À, những cái tạp niệm hay là những cái gì không tinh khiết ở bên ngoài nó lại trở vào cái đầu óc mình. Nếu mà muốn giữ cho đầu óc tinh khiết đó, thì cứ phải đi hoài thôi. Chứ khó mà ở nhà mà một mình mình có thể giữ cho cái đầu óc mình nó gọi là chánh niệm, không có bị tạp niệm còn uh, đi thiền uh, Việt Nam á với thầy Nhất Hạnh có tổ chức thiền hành đó thì có vẻ như nhẹ nhàng hơn mỗi ngày mình có thể tự đi uh, đi bộ mình tự đi thiền hành thì cái đầu óc mình nó cũng thơ thới nó cũng uh, sáng suốt lên uh, một thời gian nhưng mà nói chung thì lâu lâu vẫn phải đi thiền bế quan thì nó mới giữ được như vậy được thưa anh lúc đó thì anh có ăn chay trường hay không ạ à, lúc đó không có cái điều luật bắt buộc ăn chay trường thành ra tôi cũng không biết là cần ăn chay trường tuy nhiên tôi theo cái thói quen từ xưa mà mẹ đã dạy lại đó thì một tháng ăn 4 ngày thì tôi giữ cái đó có khi một tháng ăn được 4 ngày có khi một tháng ăn được hai ngày có khi ăn được ba ngày rưỡi nhưng mà nói chung là tháng nào cũng ít nhất là có một ngày ăn chay thí dụ vậy Dạ thưa anh Hải, à, như vậy cơ duyên nào mà anh biết được Pháp Môn Quán Âm và quyết định tu theo Pháp Môn Quán Âm ạ? À? nói về pháp môn quán âm á, thì tôi cũng xin lùi lại một chút là trong cái thời gian tôi đi như vậy đó thì tôi có liên quan với các ngôi chùa khá nhiều và có đọc sách kinh điển khá nhiều tìm hiểu rất nhiều về Phật giáo và tôi cũng có trong những ban hộ niệm để đi tụng kinh cầu siêu cầu an tuần nào cũng đi họp với các hội Phật giáo và chúng tôi có tổ chức để lập chùa vân vân nhưng mà dường như đó nó có một cái gì chưa có được mãn nguyện thì tôi tiếp tục đọc sách tiếp tục tìm hiểu Tình cờ tôi gặp được một cuốn sách uh, nói về anh trai, không phải là một cuốn sách đạo, chỉ là một cuốn sách bình thường nói về anh trai của uh, người Mỹ viết. Và họ cho thấy những hình ảnh cũng như là họ kể lại uh, việc những con uh, thú vật, những con gà nó bị giết như thế nào. Người ta nuôi nó, nó trong những cái lòng rất là chặt hẹp bởi vì họ muốn giữ không có bị mất chỗ. Thì có thể là 500 con gà nuôi trong một cái phòng lớn thì nó phải... Uh, đụng chạm nó phải kèn cựa lẫn nhau để sống thí dụ như người ta nuôi bò không có muốn tốn tiền để mà trồng cỏ cho nó ăn thành ra họ cho nó ăn những cái thức ăn hóa học và khi mà tôi đọc cuốn sách đó thì có những điều mà làm mình giật mình mình không ngờ là có những chuyện đó thí dụ như uh, cuốn sách có nói là cho ăn những đồ hóa học và lấy những cái báo cũ nghiền nát ra rồi trộn những cái hóa chất trộn những cái hormone cho thú vật ăn hay là những con những con bê mà muốn giữ cho thịt nó mềm nó gọi là thịt bê á thì họ muốn giữ cho thịt mềm thì họ cho nó vô một cái chuồng nhỏ không có cho nó cử động gì hết giữ cho nó trong cái chuồng đó nó không nhúc nhích được tức là cái chuồng chỉ vừa con bê thôi chứ nó không có xoay trở được thì cái thịt nó mới mềm và cho nó ăn những cái món nó học để nó mau lớn thì khi tôi đọc cái đó tôi thấy kinh khủng quá thì tôi quyết định là mình cần phải ăn chay. Thì ngay sau đó là tôi từ 1-2 ngày mỗi tháng tôi đã tăng lên được tới khoảng 26-27 ngày. Nhưng mà tôi quyết định là những ngày thứ thứ bảy chủ nhật để mình ăn mặn, mình đi ăn phở, ăn hủ tiếu này kia cho vui. Thì một tuần nó nói như vậy là cũng có thể ăn chay được 5 ngày, 6 ngày. À, anh Hải có nhớ cái cuốn sách đó, tên gì không anh Hải à? Cuốn sách đó tôi mượn trong thư viện thì nó cũng có cái tên là The Vegetarian Alternative. Nói chung là có một cái sự chọn lựa khác về ăn chay và một cuốn về sau này tôi đọc rất nổi tiếng nghe nói là có đoạt một số giải thưởng là cuốn uh, a diet for a new america hay là diet for new america của ông john robin là uh, con ruột của uh, baskin robin là nhà rất giàu thì cái tiểu sử của ông john robin cũng uh, rất là hấp dẫn bởi vì ông là con của baskin robin là coi như là vua về ice cream, vua về caramel. Thì ông nói là khi mà ông lớn lên đó thì ngay trong nhà ông xây cái hồ nước là cũng hình cây caramel và ông được dạy dỗ để take over the kingdom tức là để ông ông vua caramel sẽ trao cái vương quốc tức là cha của ông trao cái vương quốc caramel lại cho ông. Nhưng mà ông lại không thích Uh, lãnh nhận cái vương quốc cà cảrem, ông cũng được đi học ở đại học uh, Mỹ chuyên về ngành thương mại, nhưng mà cuối cùng thì ông chuyển, ông đi vào trong rừng, ông sống uh, một số năm trong rừng và ông chuyển qua ăn chay thì đọc cuốn đó rất là hấp dẫn và nó khiến cho mình uh, lại càng cảm thấy cái chuyện ăn chay là đúng. Nói là tại sao tôi theo pháp môn quán âm là bắt đầu là tôi đã tự động ăn chay sau khi đọc được một số sách. Rồi sau đó thì tôi nghe nói có một uh, cái sư cô Việt Nam nào đó đến cái vùng của tôi khi đó là tôi ở boston massachusetts được mời tham dự thuyết pháp ở trường harvard đại học harvard university thì tôi đến đó để tôi dự nhưng mà khi tôi nói chuyện với một số bạn bạn đạo ở các nơi khác nhau thì họ lại cảnh cáo là coi chừng bà này bà có pháp thuật tây tạng gì đó nghe nói là bà có đi tây tạng bà có một số pháp thuật hay là bà có bùa thành đã đi tới nơi coi chừng chúng bùa thường thường á là tôi hay mời các thầy từ những vùng xa như ở Pháp ở úc hay là ở Cali đến thuyết pháp thì mình cũng cái chuyện bình thường á là khi bổn đạo mình mời các thầy thì mình lo tiền giấy máy bay và đến nơi thì mình lo chỗ ăn chỗ ở uh, tiền cúng dường đi cái chỗ này á thì không có phải uh, ra tiền gì hết tại vì đây là một cái buổi thuyết pháp mà không phải do tôi mời mà họ nhờ tôi đến để giúp tổ chức thì tôi nghe cái vụ bùa ngài gì đó tôi cũng không có dám giúp trong việc tổ chức dù là trước đó tôi là một người phật tử cũng gọi là tích cực nhưng mà cái này tôi từ chối tôi chỉ nói tôi đến tham dự thôi cái buổi thuyết pháp này thì buổi thuyết pháp này nói bằng tiếng anh có người nhờ tôi đứng ra dịch từ tiếng anh qua tiếng việt cho một số người việt nam thì tôi thấy cái cách làm việc của họ cũng rất là có hệ thống có quy củ cũng nhờ vậy mà tôi nghe rất rõ ràng bởi vì khi chúng ta làm việc uh, thông dịch thì chúng ta phải lắng nghe cho kỹ chúng ta mới có thể dịch được một cách uh, hoàn hảo đầu tiên là sư cô nói về uh, cõi tịnh độ của đức phật a di đà bởi vì tôi là người tu thiền nhưng mà tôi có về sau tôi theo pháp môn tịnh độ và sau gọi là uh, thiền tịnh song tu đó thì pháp môn tịnh độ tin là có một đức phật a di đà mình niệm phật a di đà thì mình uh, lúc chết thì sẽ được Phật A Di Đà đến để mà uh, đưa về cõi Phật A Di Đà những cái kinh Phật A Di Đà tôi tụng có thể nói là gần như thuộc lòng. thí dụ như uh, có những cái bông hoa sen uh, nó, nó màu xanh nó nở ra ánh sáng nó phát ra ánh sáng xanh, có những bông hoa sen màu vàng phát ra ánh sáng vàng, có những bông hoa sen màu đỏ phát ra ánh sáng đỏ vân vân quý vị nào có đọc kinh A Di Đà cũng biết những câu đó, thí dụ như là thanh sắc thanh quang, bạch sắc bạch quang, xích sắc xích quang, hoàng sắc hoàng quang, đại khái vậy. thì đầu tiên là tôi nghe sư cô giảng về cõi Phật A Di Đà ở trên đó người ta tu rồi có những cái ánh sáng như thế nào, thì tôi nghe giống như là nó đúng ngay cái cái ngành học của mình vậy đó. tôi sau tôi nghe mà tôi thấy hoàn toàn phù hợp với mình. Thì có một điểm uh, sư cô đòi hỏi là phải ăn chay. Thì lúc đó đó như đã nói là một tháng tôi đã ăn chay được uh, khoảng từ 20 tới 26 ngày. Chỉ còn mấy cái weekend thì mình để dành uh, mình đi ăn uh, với bạn bè. Thì tôi thấy coi như đổi thêm một chút xíu nữa từ 26 ngày qua 30 ngày thì cũng có thể được. Thành ra tôi cũng ngẫm nghĩ một thời gian nhưng mà tôi chưa quyết định bởi vì hôm đó là thuyết pháp thôi. Còn ai muốn thọ thăm ấn thì ngày hôm sau là ngày Chủ nhật đó thì anh Hải quyết định như thế nào sau khi mà anh Hải nghe cái buổi thuyết pháp đó? Tôi nghe thuyết pháp và tôi nghe những người rất học thức ở đại học Harvard, những người như là có trình độ tiến sĩ hoặc là ít nhất cũng là sinh viên hay là những người khảo cứu trong đó có những vị tiến sĩ luật hay là có những người đang học master học cao học hoặc là họ đang là sinh viên thì họ hỏi những câu hỏi rất là hào hứng thì tôi thấy sư cô trả lời rất chính xác và trôi chảy và tôi rất thán phục cái tài đối đáp của sư cô đêm hôm đó tôi về nhưng mà những người bạn đồng đạo đó thì họ có cảnh cáo trước là coi chừng có bùa phép hay là có ngại bởi vì cái bà này bá tu bên tây tạng mình không thể biết trước được thành ra tôi về đó tối hôm đó thì tôi niệm uh, quán thêm bồ tát coi như tôi niệm suốt đêm tôi trong bụng cũng hơi lo chứ không phải là không tại vì mình cũng sợ bùa ngại thành ra tôi niệm quán thêm bồ tát tôi niệm a di đà tôi niệm uh, phật thích ca tôi niệm coi như là thập phương chư phật để mà bảo vệ mình nhưng mà uh, người mà tôi niệm nhiều nhất là quán thêm bồ tát coi như tôi niệm suốt đêm cho tới sáng đó đó thì tôi quyết định là đi thọ tâm ấn bởi vì tôi nghĩ là có quán thêm bồ tát bảo vệ chẳng lẽ pháp phật mà thua pháp ma sao nếu mà đây là pháp ma mình có quán thêm bồ tát bảo vệ thì cũng không thể nào mà đi sai đường được thì tôi quyết định thọ tâm ấn thế thì uh, sau một đêm uh, cầu uh, Phật quan âm Bồ Tát, rồi anh hãy quyết định uh, thọ pháp môn quan âm. Thì anh hãy có thấy những cái điểm khác biệt giữa pháp môn quan âm so với những cái pháp môn mà anh hãy đã học qua sau bao nhiêu năm uh, tầm đạo của anh hãy. Bây giờ thì tôi thấy có sự khác biệt nhưng mà mới bắt đầu tu thì có lẽ là tôi tu quá nhiều các phương pháp và tôi tập qua rất là nhiều cái cách thở, cho nên uh, khi mà thọ tâm ấn với lại như quý vị đã biết là tôi có cái sự nghi ngờ trong bụng. Thì cái ngày tâm ấn đó, đó tôi nghe người ta nói là sẽ thấy ánh sáng, sẽ nghe âm thanh mà thiệt sự ra đó thì tôi chẳng thấy chẳng nghe gì hết trơn. Thì uh, tôi về thì tôi chỉ biết là mình có thọ tâm ấn nhưng mà mình cũng không hiểu là thọ tâm ấn này là sao, mình chỉ thấy là sư cô giảng những điều đúng, thí dụ như ăn chay, trường và giữ giới thì cũng đúng như là lời uh, của cái đạo Phật mà tôi theo đã khuyên, thí dụ như cái giới đầu tiên của ngũ giới là cấm sát sanh tôi đã nghiên cứu khá nhiều cái điển phật giáo thì tôi biết sát sanh tức là không được giết hại các chúng sanh chứ không phải là không được giết người bởi vì các chúng sanh là nó bao gồm bò gà heo chó tất cả các loài vật và tất cả những cái loài côn trùng và có thể là những cái 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 loài vô hình nữa thí dụ như atula càn thát bà vân uh, vân cho nên đó khi mà nói cấm sát sanh tức là không được giết hại sinh mạng thì tôi thấy khi mình ăn thịt đó tức là mình đã sát sanh dù là có người nói là người ta giết mình ăn không có sao nhưng mà đối với tôi á mình ăn thịt tức là mình sát sanh đó tôi nghĩ giản dị như vậy bởi vì không thể nói là người ta giết mình ăn không sao cho nên tôi theo là vì tôi thấy đạo Phật dạy giữ ngũ giới cấm sát sanh mà khi bắt ăn chay trường tức là thực hành cái giới đầu tiên của đạo Phật rất là chính xác và rất là nghiêm chỉnh gọi là rất là nghiêm trọng cho nên tôi theo còn nói về thể nghiệm bên trong là cái pháp môn này có một cái kết quả như là đã hứa nói chung đó thì khi mới bắt đầu pháp môn quán năm tôi tu thiền rất là tinh tấn bởi vì mình đã có thể thấy được bên trong thấy một số thể nghiệm và có thể thấy được hóa thân của vị minh sư của mình tức là thấy được hóa thân của thanh hải vô thượng sư có những lần tôi cầu nguyện và tôi thấy Ngài xuất hiện. Hay là có những lần mà tôi tin đến nỗi mà cái chuyện gì tôi cũng cầu. Thí dụ như cái chìa khóa mở vô cái cửa không được. Thì tôi cũng cầu là mở cho được. Hay là có những cái chuyện gì nói thí dụ như ống nước trong nhà hư mình cũng cầu. Thì tôi cũng thấy sư phụ Thanh Hải xuất hiện và nói là tại sao mà cái gì cũng kêu réo ta. Tức là Tôi biết là lúc đó mình hơi uh, cầu nguyện một cách uh, hơi Quá. lố. Uh, cho nên đó, từ những cái thể nghiệm đó mà tôi biết là uh, Thành Hải Vô Thượng Sư có một hóa thân và có giúp đỡ. Dạ, khi mới tu á, thì như tôi đã nói là con đường tu nó có có trầm, có bổng có lên, có xuống. Thì khi mới tu á, đã nói là lúc bắt đầu thì tôi cũng không tin có một vị Phật sống. Tôi, nhưng mà tôi thấy người này dạy những điều này thì có thể làm thầy mình nhưng mà càng tu về sau thì tôi mới hiểu tôi tin vị này là bồ tát nhưng mà tôi vẫn chưa tin là phật sống nhưng mà sau một hai năm thì tôi tin đây là phật sống và tôi nghĩ vị phật sống này có thể giải thoát cho tôi và tôi nghĩ đây là vị phật sống duy nhất nhưng mà đến giờ thì cái tư tưởng tôi nó lại khác nữa tôi biết đây không phải là một vị phật sống duy nhất mà tôi biết chính tôi cũng là một vị phật sống và chính tôi cũng là một vị vô thượng sư đó là cái điều mà tôi học hỏi được từ thanh hải vô thượng sư tôi biết thanh hải vô thượng sư không phải là một người mà thí dụ như tôi là nguyễn hải tôi cũng có thể tự xem mình là nguyễn hải vô thượng sư bởi vì cái vô thượng sư là cái bản tánh bên trong của mình và tôi bây giờ tôi nhìn ai tôi cũng thấy là bên trong của họ có cái bản tánh vô thượng sư bên trong của họ có cái phật tánh mà một khi nó đã được thức tỉnh dậy thì nó cũng làm những cái chuyện vĩ đại cũng có thể khai ngộ cho người khác và tôi biết rằng mình cũng là một vị vô thượng sư tuy là có thể là chưa làm được những cái chuyện vĩ đại bằng à, vị thầy của tôi là thanh hải vô thượng sư nhưng mà tôi đã làm được một số chuyện có thể gọi là giúp ích cho người khác và tôi biết là trong tương lai tôi cũng có thể làm được y như vậy cái pháp môn này tôi thấy hay ở cái chỗ là tự mình tìm được vị vô thượng sư bên trong mình khi xưa khi coi băng tôi cũng có nghe nhưng mà nó không có lọt vào trong đầu tôi nghĩ có lẽ là phải có một thời gian tu hành mình mới thấu hiểu được thì tôi đã nghe uh, sư phụ thanh hải nói là vô thượng sư là ai vô thượng sư là ông thầy bên trong của mình đó là cái phật tánh của mình đó mình bắt ông thức dậy bắt ông làm việc nếu mà mình đánh thức ông dậy được ông làm việc được thì mình là vô thượng sư chứ vô thượng sư không có nghĩa là một cái người nào và khi bắt đầu á thì tôi thấy cái chuyện ăn chay đối với tôi tuy là không khó Nhưng mà lúc bắt đầu tôi cũng không phải là ăn chay trường một tháng 30 ngày được Như tôi có kể với quý vị là tôi vẫn để dành một tháng 4 ngày bốn cái weekend để mà tôi ăn mặn chung với bạn bè Thì tôi thấy có những người họ thọ pháp gọi là pháp phương tiện Một tháng họ ăn chay 10 ngày thôi Thì họ có thể ngồi thiền một ngày nửa tiếng và họ cũng có những thể nghiệm cũng có thấy ánh sáng, cũng có thấy âm thanh. Cho nên đối với tôi á, thì tôi không tôi không dám nói đối với người khác nhưng mà đối với tôi phải nói đây là pháp bảo và tôi cảm thấy vô cùng à, may mắn gọi là à, gọi là phước 70 đời, nói nói theo kiểu Việt Nam phước 70 đời mới gặp được cái pháp môn này. Và tôi nghĩ không phải là phước 70 đời mà có lẽ phước 700 đời hay 7000 đời gì đó. Tôi mới gặp được cái pháp môn này và cũng là do uh, cái sự cầu nguyện bên trong mình tìm kiếm và khi người uh, học trò đã sẵn sàng thì vị thầy sẽ xuất hiện như là trong uh, kinh có nói thì uh, tôi hy vọng là thảo luận này cũng đem đến cho uh, quý vị thính giả một chút sự hứng thú nào đó uh, để biết cái hành trình tu học của một người khác như thế nào và uh, hy vọng là uh, tất cả mọi người đều uh, tìm thấy được bản tánh của mình đều trở thành vô thượng sư đều ăn chay để cho uh, thế giới và vũ trụ được hòa bình xin cảm ơn thanh thủy cảm ơn anh hải rất nhiều cho những cái chia sẻ của anh hải ngày hôm nay xin cảm ơn chị thanh thủy anh thanh giang và tất cả quý thính giả